Xin gửi lời chào đến anh, đến chị, đến toàn thể các quý khán giả đang xem trực tiếp tại trường quay cũng như đang xem đài ạ. Em tên thật là Nguyễn Dương, nghệ danh của em là Yun Bin. Em hiện tại đang là đạo diễn. Hai mấy tuổi Bin? Dạ, tuy rằng rất là nhiều người nói em là lái máy bay nhưng mà thật sự là em chỉ mới có 28 tuổi thôi. Bây giờ chúng ta coi cái bạn này bao nhiêu tuổi nha, mời em. Dạ, lời nói đầu tiên con xin... Em nó nhỏ lắm. Con nhỏ lắm chị luôn. Chị biết nhỏ này. Mà con... chú đợi con một chút nha. Trời kêu một chút cái tổn thương dễ sợ. Lời nói đầu tiên, con chào chú Thuận, con chào cô Hồng Vân. Con là Tú Tri, năm nay con 20 tuổi và con đang là ca sĩ tự do. Bây giờ cho có thể cho anh biết là hai bạn là quen nhau trong trường hợp nào? Dạ, lúc đó là em đang tổ chức một buổi casting cho bộ phim của em, thì Tri là thí sinh đến tham gia. Lúc đó thì em ấn tượng bạn này là bạn này rất là lúng ta lúng túng. Lúc đó thì em nghĩ là ngây thơ nhưng mà sau này cưới về không phải vậy. Cái gì? Lúc đó ngây thơ làm sao ta? Con cái kiểu con gái mới lớn thì đạo diễn người ta kiểu người ta đầu óc người ta suy nghĩ nhiều thứ, người ta cua con người ta. Năm đó con bao nhiêu tuổi? Năm đó con mới có 18 thôi. 18 tuổi rồi sao em kể tiếp đi. Bạn nó vô xong rồi lúc đó là bạn nó đang em đang đưa thoại cho bạn đó là kêu bạn đó là phải diễn như vậy xong rồi bạn nó cứ nhìn em chằm chằm xong rồi đấy. Anh ơi, hình như là anh đóng cái phim gì đúng không? Xong rồi nó ở trước đây anh có đóng một bộ phim. Em nhớ anh rồi, em thích anh lắm mà anh đóng phim gì nè, em quên tên rồi. Lại một cái là thấy trớt rồi. Xong rồi anh chị biết không, em rất là bức xúc nha. Sau khi một hôm đi casting về á, bạn đi nói với lại một cái anh dẫn bạn đi casting là anh hình như Bin thích em. Trong khi em không nhớ bạn là ai nữa. Tại vì hôm nay em cá tới mấy trăm con người em đâu có thể nào nhớ được. Cuối cùng thì cô gái này có được trúng vào cái vai như vậy? Dạ, bạn nó trúng vào một vai phụ. Tại vì cái tính cách nhân vật của vai chính là lúc đó là Tri không phù hợp. Thì rồi có một lần thì em thấy bạn up một cái status là sắp thi rồi, ai đó cho mình cái động lực thi đi. Sau đó em mới nhắn tin cho bạn này, em nói thôi thi tốt đi, em thi tốt anh dẫn em đi xem phim. Em thi tốt đi anh sẽ cho phép em mời anh đi xem phim. Em ước gì em còn giữ Facebook cũ. Thôi đi rõ ràng luôn á. Xong rồi sau đó thì bạn này thi tốt thật. Thế là hai đứa đi xem phim và từ đó mối quan hệ nó phát triển. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em khi mà nhìn bạn Bin này là như thế nào? Mới đầu vô là con thấy là quen trước, xong cái con thấy tự nhiên cái anh nhìn mình cười, xong cái con cá thì cứ coi con cá đi, không chịu cứ khen con em diễn dễ thương quá em đừng cười nữa anh rụng tim bây giờ. Cứ nói mấy câu vậy đó. Rồi sau đó các bạn, cái mối tình của các bạn nó phát triển như thế nào? Em nhớ có một lần vui lắm, là hôm đó là hai đứa chưa quen nữa, nghĩa là lúc đó chỉ còn nhắn tin qua lại thôi. Thì bạn này có ước gì ai đó dẫn mình đi biển. Lâu lắm rồi mình chưa đi biển, thì tất nhiên mình là con trai, khi mình nghe một người phụ nữ người ta lên tiếng vậy là ok. Vậy thôi cuối tuần anh nghỉ làm anh dẫn em đi biển. Mà xuống Vũng Tàu ở nhà bạn anh, em có một người bạn rất là thân ở Vũng Tàu, thì vô tình là hôm đó xuống đi Vũng Tàu thì cái bạn đó lại ở Sài Gòn. Trong gài em báo, rõ ràng là em không gài thì tức lắm luôn á, nhưng mà bạn vẫn nói là em gài bạn đó. Tới bây giờ vẫn nói là em gài. Tại vì chắc chắn với con là đi xuống dưới là ngủ với bạn. Rồi ổng ngủ riêng, tự nhiên cái xuống đùng đùng cái con có không mình con ổng mà. Rồi sao? Bút khách sạn riêng đồ nữa. Em hứa với Tri là em không làm gì Tri hết. Ok thì rõ ràng là hôm đó không có chuyện gì xảy ra hết. Cái qua ngày hôm đó xong rồi đi về Biên Hòa là về nhà em. Là trên đường về Sài Gòn mà bị cái một cái trận mưa rất là lớn. Thì em không có chở mà về Sài Gòn được, nó cũng trễ rồi. Nói thôi em ở lại nhà anh một đêm đi. Nhà anh thì có một đứa em gái ngủ chung nữa, em ở lại ăn đêm nha. Dạ dạ. Xong rồi hả, tự nhiên ngủ là người ta rủ là ngủ có một đêm mà ngủ tới giờ luôn. Lúc đó là tại vì con có vài sự cố cho nên con không có về ký túc xá con ở được, mà con phải ở nhờ luôn. Thôi mà thôi đừng có lấy cái đó là lý do nữa. Quá rồi, dạ đúng luôn. Rồi sau này hả, quen một thời gian lâu rồi mới khai thật là anh biết không, lần đầu tiên em bước chân qua nhà anh á là em có cảm giác đây là nhà của em rồi. Không tin được nói vậy gì. Con không biết sao mà không có cái gì gọi là xa lạ hết. Kiểu như là đi vô là thấy mọi thứ nó rất là quen thuộc. Khi đó là lần đầu tiên mình vô nhà người ta. Nhưng mà cái lúc đi ở nhà của em á thì dạ, là mẹ với lại gia đình thì phản ứng sao? Thật ra trước đó thì Chi hên nha, Chi hên có một cái là lúc mà Chi về là qua ngày hôm sau là mẹ em đi về quê. Mẹ em đi về Đà Nẵng thì mẹ em đi mất hơn một tuần, mẹ về có nói ủa mưa gì dai dữ rồi con. Vậy đó hả? Thôi nhưng mà cái hôm đó về á thì là tụi em có làm một cái buổi tiệc ngoài sân. Là nhà, tụi em nướng thịt rồi ăn uống hát với nhau đồ. Xong rồi Chi hát bolero. Cái mẹ đi trong mẹ ra, mẹ nói trời sao con bé này hát hay dữ vậy. Mà lại hát đúng mấy bài mẹ thích nữa. Xong cái tiệc hai đứa thành tiệc ba người. Cái ngồi ba em về thành bốn người, cái em nữa năm người, xong rồi thành tiệc gia đình luôn. Ra ngồi nướng thịt ăn uống với nhau, hát hỏi nhau, mẹ rất là thích Tri. Sau đó là từ lúc đó là toàn bộ công việc nhà là em phải làm hết. Về là chỉ hả, thôi con ra con hát đi cho mẹ nghe, lúc nào cũng vậy, tối nào cũng vậy hết. Là mê giọng hát của dạ đúng Tri. Rồi thôi nhưng mà là em sau cái thời gian quen thì em có dẫn Bin về nhà của em không? Dạ có. Sau 2 tháng là con điện thoại về, con nói chuyện thật là con nói là con quen Bin thật. Xong cái mẹ cũng đưa cho cha nói chuyện, con giải thích
giải thích này kia với cha, giải thích một hồi cái là cha hiểu. Cái lúc mà đang chạy về thì Bin có nói với con là Bin lo lắng, Bin run, Bin sợ là hả mới vừa vô nhà bị lấy chổi rượt ra khỏi nhà kiểu vậy. Nhưng mà lần đầu tiên cha mẹ gặp Bin ở ngoài thì như thế nào? Tại vì trước đó là em có nói trước với Tri rồi, em với Tri đến với nhau là em cần cái sự đồng ý của gia đình Tri. Tại nếu gia đình Tri không đồng ý thì hai đứa sẽ làm bạn thôi. Em rất là ngại những cái mối quan hệ mà phải người phụ nữ của em phải dằn vặt giữa gia đình với mình. Thế là dằn vặt? Em là một trend guy. Dạ, em là trend guy, là người chuyển giới nam. Nên em cũng không biết được là gia đình Tri lúc đó sẽ có định kiến với em hay không. Cái bất ngờ là mọi người rất là thương em. Và em được trân trọng. Em lần đầu tiên mà em đến một cái nơi xa lạ, tất cả mọi người xung quanh đều là những người lạ, nhưng mà người ta lại trân trọng mình như vậy. Rồi sau đó thì bao lâu các em mới là kết hôn? Dạ thật em quen được có 4 tháng là đám hỏi rồi. Mới 4 tháng cũng lâu lắm. Tìm hiểu nhau cũng thời gian quá lâu ha. Rồi sau 4 tháng đó về ở chung với nhau rồi, cô ấy có giúp cho em thay đổi có một cái gì đó trong cuộc đời không? Em là một con người cực kỳ khó tính. Hơi tí xíu gia trưởng một chút. Nhưng mà từ hồi quen Tri là hầu như là Tri bẻ hết tất cả những cái khó của em. Em đúng rồi, nó quậy đúng không? Em ví dụ như em là em không có thế nào sử dụng chung khăn, chung quần áo với người bất kỳ ai luôn, cũng không được. Dạ hả, cái gì của em cũng lấy bận được á, không tin được luôn á. Em ví dụ em chạy xe đi, em không muốn ngừng là giữa đường, trừ cái chuyện gì nó bắt buộc mình phải ngừng. Mình chạy xe mình muốn chạy một mặt không, đang đổ, gọi là hai đứa đi Đà Lạt đang đổ đèo nha, mà ngay cái cua đang đổ đèo xuống bắt em ngừng cho bằng được, chứ để bẻ cái cọng cỏ bông lau bên lề đường thôi. Trời, bà con quá mà con bẻ là không? Con nít mà trời con bẻ phải, con bẻ một lần con bẻ là con bẻ hết nguyên một cái dọc đường luôn, là con đi chỗ nào cũng ghé hết á. Thiệt, bây giờ nghĩ là em không nghĩ tại sao em lại chiều bạn này đến mức độ như vậy. Tại yêu đó. Chiều kinh khủng. Nợ đó em. Dạ. Hỏi nó hỏi nè, vậy thì là từ lúc yêu nè, rồi được gia đình ủng hộ nè, rồi đến khi cưới nè, thì có những cái biến cố gì trước ngày cưới xảy ra? Biến cố thì có một lần là trước đám hỏi. Là sau khi mà gia đình em đã xuống nói chuyện gia đình Tri rồi, thì tự nhiên gia đình em về đâu khoảng 3-4 ngày thì mẹ Tri điện thoại lên nói là thôi, hai đứa đừng cưới nữa. Hỏi ủa sao vậy mẹ? Rồi mẹ im, mẹ không nói. À, hai đứa thì không biết chuyện gì hết. Lúc đó là 4-5 giờ chiều, hai đứa dầm mưa chạy từ Sài Gòn mà chạy xe máy về An Giang luôn. Thì giờ lúc đó giờ 12 giờ đêm là mẹ ngủ rồi. Xong sáng ngày hôm sau vẫn ngồi nói chuyện với nhau, thì mẹ mới nói là bây giờ hàng xóm dư luận người ta nói nhiều quá, tại sao lại phải gả cho một đứa như vậy. Rồi trong khi Tri có giọng hát, Tri có nhan sắc nữa, tương lai của Tri còn dài lắm. Xong rồi em nghe thì em cũng chạnh lòng. Lúc đó thì Tri ở ngoài, em ở trong phòng, em nghe hết. Rồi em mới đứng lên em thưa em đi về. Em nói thôi em đi về. Tại vì lúc đó em giận thật sự. Tại vì bản thân em nghĩ là em có thể lo tốt được cho Tri, và em cảm thấy là em đáng được trân trọng. Cuối cùng thì có thay đổi không? Mẹ thì mẹ con bị kiểu không có lập trường, không có vững. Trường không vững. Cũng chính mẹ luôn, mẹ tự ngồi đó mẹ tự suy nghĩ, mẹ nói là người ta đâu có nuôi mình ngày nào đâu, người ta đâu có lo cho mình được cái gì đâu. Còn có tụi con thôi, mà tụi con là hạnh phúc và mẹ vui rồi. Thì cũng chính mẹ nói như vậy. Tới bây giờ rồi mẹ con đã nguôi ngoai và đã không có để tâm nữa. Tại vì mọi người thấy tụi con tốt lên từng ngày. Thực ra là sau cái số phát sóng này á, thì những cái định kiến nó cũng sẽ thay đổi. Đúng chắc vậy. Chắn là như vậy. Sau cái chương trình này. Thôi chúc phúc hai bạn nha. Trong rồi. Mấy tháng ở với nhau như vậy thì nó ăn Bin, hiếp có em sao? Bin ơi, nó ăn hiếp em lắm. Dạ không? Đúng rồi, có võ, đúng rồi, cô Hồng Vân cũng nhớ không? Có tập, có 7 cái huy chương vàng. Taekwondo, đai đen. Ở nhà bà có giận em không? Đánh em hoài luôn á, buồn đá em vài cái. Mới đây còn úp lên Facebook rồi đá em mấy cái. Cái đó anh tự úp luôn. Rồi khui đi, tật xấu của cô gái Tri này là gì? Có một lần thì tụi em bán hàng á, thì tụi em bán dù là 10 cái hũ đó là 1.800.000. Thì bạn mọi người tính, ủa anh, mình bán 10 hũ 1.800.000 là một hũ mình bán 18.000 hả anh? Ủa anh ơi, em giỡn nha anh, cho anh vui. Mỗi lần em thấy lại buồn. Đi em tính lại đi, em tính kỹ lại bao nhiêu, em cũng ngồi em đợi. Bà tính hồi nha, chồng bà tính ghê lắm. Em biết rồi, nhiêu em? 10.800. Trời ơi. 18.000, sau đó chuyển qua 10.800. Chứ nhất định là không 180.000 nha. Em mua bằng rồi. Cố tình cho anh vui, trời ơi, em buồn. Hai đứa đi đường á, bụi quá á anh. Xong cái, anh bụi quá, lấy tay bịt mắt em lại. Em lủi vô một rác luôn. Em đau bao tử, em đi đường em... Anh đau bao tử của em ơi, anh đau bao tử hả? Anh bệnh viện tai mũi họng nè, vô khám bao tử anh. Trời ơi. Mỗi lần em nghe vậy xem em thôi em im cho lành, nó tại vì bị té giếng. Có không? Té hai lần luôn. Hồi nhỏ là không có giếng. Té xong có xong thôi. Té xong. Té xong còn nặng, té giếng nước nó còn nhiều. Thôi con đừng dọn nhà ở mé sông nha con nha. Đó, nói chung là mai mốt giàu có con đừng có mua nhà biệt thự kế sông Sài Gòn nha Bin nha. Rồi tật xấu gì nữa nè Bin? Dạ có một lần đang ngủ đến 4 giờ sáng thì tự nhiên quay qua đánh em quá trời luôn. Anh xanh cởi quần em. Anh cởi nhanh, anh nói gì cái chị
đến sáng luôn, đến khoảng 10 giờ sáng thì con em gái nó ngủ dậy. Em gái mình nó thức khuya, nó chơi game lắm. Nó kêu là hồi tối qua em đang chơi game, em thấy bà Tri bà ngồi vậy, bà lột cái quần bà quăng ra xong bà nằm bà ngủ tiếp. Bà tự cởi quần bả xong bà đưa thôi em. Bởi vậy không về em dám chơi ra ngoài ngủ. Thôi giờ có bữa ổng kể con mới biết, con không có biết gì hết. Có bữa con đang nằm ngủ mà con lăn xuống một cái tầng xuống dưới rồi mà con không biết gì nha, con còn cãi lộn với ổng trong khoảng thời gian đó luôn. Mà tới sáng không thức con không nhớ hết trơn á. À vậy là bị bỗng du. Thiệt, tại vì sáng em ngủ dậy á, có một lần là ngủ dậy thấy cái cửa tủ nó bị mở. Nó nói là ồ sao hai đứa sợ rồi là sợ luôn. Ra hấp nhang đồ các thứ. Tự nhiên cửa tủ mở xong cái có một đêm em đang ngủ cái em nghe có két mà em nhạy cảm với cái tiếng động tối. Em nghe tiếng động em dậy liền. Em bật dậy cái em thấy ba móc cái chân như cái tủ á. Ba mở ra, cho ba đóng lại, ba mở ra đó mày. Em làm gì đi? Dạ. À, em kiếm đồ. Sáng hỏi bỗng nhớ gì hết. Trời ơi. Tivi nữa. Mở tivi nữa mà con sợ là cái gì đó nó có cái gì đó. Ai thôi đi. Đó. Em mở cho ai thôi đi. Trong giấc ngủ em không bao giờ được ngon giấc đúng không? Trời thiệt luôn. Em ngủ là em rất là ghét ai mà gác em này nọ thứ rồi giành mền giành gói. Mỗi lần em ngủ là có một chút xíu cái mép giường thôi á. Bả lấn em vậy á, rồi bả gác lên tới bản họng em luôn. Thôi em đang ngủ cái chân nó chắn ngang cổ em vậy nè. Giống như núi đè vậy. Thiệt. Em hiểu ngủ rất là ngoan luôn, không hiểu sao. Có nhiều lúc á, con ngủ con không biết sao nha. Mà cái con đang mơ. Con mơ ở trong giấc mơ là ai dê con á, không phải bên ông phải phải bên dê con. Xong cái hôm đó ở nhà con mà cái phòng con bị chuột vô. Không cái ngắt cái tay ông một cái, ông nhảy dựng lên, ông đứng lên luôn. Ông đứng lên, em ơi, chuột cắn anh. Không. Cái con, em nhéo anh đó, em nhéo nó không, chuột cắn anh. Trời ơi, chắc mai mốt cái anh nghe em bị lây luôn, cái bệnh mộng du luôn á. Em sợ luôn anh, bây giờ là em sợ luôn. Cái mộng du nhiều khi là không có kiểm soát được, đúng dạ. Không? Cố gắng phải tìm, dạ. Phải tìm cách để mà chữa cái này nha. Rồi, thôi nói chung là những cái tật xấu của bà nó kể ra thì cũng thấy thương. Và quan trọng nữa là cũng thấy đáng yêu, đúng không? Có một cái là không đáng yêu lắm là cái ghen. Ghen kinh khủng. Mỗi lần bà giải thích với em là bà nói là em bị bệnh á. Bà nói thẳng em đi luôn. Anh ơi em bị bệnh á. Thôi anh bỏ anh đừng để ý. Mỗi lần vậy anh chiều em đi, anh chịu đi. Ví dụ giờ đi chụp hình nguyên một đám nha. Là có những người bạn của mình trong đó luôn thì chụp có kiểu này kiểu kia thì nhiều khi mình hào hứng quá, mình choàng dai, mình bá cổ đó là chuyện rất là bình thường. Là bây giờ bà có đụng lên không có đi về đâu anh. Đụng ngay tại chỗ đó luôn xong bỏ ra chỗ khác. Em không biết em làm cái gì sai. Em không biết luôn, em phải đi theo. Anh làm gì sai, phải nói cho anh biết anh làm gì sai. Không, anh đi ra đi, anh biến đi, anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Anh là đồ điểu cán gì, chửi sùm lên. Em đâu có chửi gì vậy đâu. Chửi giữa đám em đông có chửi không, con không có chửi. Không, không có chửi giữa đám đông. Con chửi trong lòng mà chả đập được. Ui, chả đập được luôn. Trời ơi, đất ơi. Chửi trong lòng mà chả đập được. Đọc được cái tiếng nói trong lòng luôn hả? Ừ, chửi trong lòng. Cái mặt con dâng máu mà. Cái máu đó là con không thể nào con kìm được. Con không kìm được luôn. Con thiệt luôn, con biết con vậy mà con không có kìm được. Vậy bây giờ thì em phải tự để ý. Em phải tự tránh xa tất cả những bạn nữ ra. Bây giờ tới con đó, anh ấy có tật xấu không? Không, một đống luôn chú. Người ơi, đàn không quá hoàn hảo. Cái thứ nhất là làm biếng. Ăn xong rồi nằm mà nói sao ngày nào anh cũng mập hết với em. Ngày nào anh cũng mập hết vậy, anh không ốm được á em. Cái thứ hai là làm biếng thì người ta lấy ly nước ta cũng lấy được hả cô? Không. Em ơi lấy cho anh ly nước đi. Ôi vợ ơi lấy cho anh miếng trái cây nha. Ôi vợ ơi miếng bánh nữa nha. Vợ ơi tắt tivi giùm anh đi. Ờ, cứ vậy đó cô. Mà kiểu như mà con quạo thì sẽ không dám. Làm biếng là làm biếng như vậy thôi. Còn mà chuyện kiếm tiền thì ông không làm biếng. Con thích vậy đó. Quá thích nhiều đó thôi. Việc nhà nhiều cũng làm hết được. Sao? Tính tình thì sao? Dạ tính tình thì ổng cọc. Lúc mới quen á là con khóc hoài à. Áp lực lắm cô ơi. Lúc mới quen thôi. Bây giờ coi. Không, cứ cầu để em nói cho hết đi. Cái lúc mới quen hả là ổng cọc mà ổng cứ nạt con hoài luôn á. Ổng cứ kiểu như ổng muốn một người vợ hoàn hảo á cô. Xong mà kiểu con nít mới lớn mà việc nhà này nọ con đâu có kiểu đảm đương đâu. Xong rồi con phải tập 2 tháng đó rồi. Thức 5 giờ sáng thức rồi hả. Con làm đồ ăn trưa, đồ ăn sáng, đồ ăn chiều lum hết á. Con như một người vợ đảm đang chuyên nghiệp luôn á. Qua cái thời gian 2 tháng đó thì con thi bolero là con bỏ phiếu luôn tới giờ đó. Bỏ phiếu luôn. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm người vợ hoàn hảo rồi? Nghĩ là 70%. Nhưng mà vẫn thua ngày xưa. Thì bây giờ mong muốn anh Bin thay đổi điều gì? Dạ. Con mong muốn là anh Bin nhỏ nhẹ lại nữa, xuyên nấu ăn hơn. Mà mỗi lần nấu ăn là ông bày cái bếp con dẹp mệt lắm, thôi khỏi luôn đi. Khỏi luôn đi. Rồi với quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn. Rồi giờ Bin mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Em thấy là dạo này Tri kiểu như Tri ăn đường nhiều quá, Tri bị ngán á. Em thấy bạn nó bị nứt môi đi. Cái em lật đật em chạy đây mua cây son dưỡng cho bạn đó. Mà đem về các bác. Ừ, để đó đi. Xong cái hả cầm điện thoại lướt lên xong cái cười với cái điện thoại. Mình lúc nó đang giác, giận mà. Nó cảm giác là trời mình không bằng cái điện thoại luôn. Nên em mong là Tri sẽ hiểu em nhiều hơn. Tại vì Tri hiện tại á là Tri nhìn thấy được những cái gánh nặng của em nhưng mà Tri không có hiểu được cái độ nặng của nó.
nên em vẫn có cảm giác là em bị áp lực rất nhiều. Từ công việc cho đến nhà cửa cho đến rất là nhiều thứ. Chị thấy vậy nè, bây giờ tất cả những cái điều mà Bin mong ước ở con đều là chính xác, nhưng con phải cho Tri một thời gian. Chắc chắn Tri sẽ làm được điều đó. Thực sự là Tri quá hay, nếu như một cô bé 20 tuổi nó đã làm được 70% công việc của một người vợ, thì 30% cái con chỉ cần mất khoảng 1 năm, 2 năm nữa thôi. Câu nói của Bin á, cô rất là hiểu, là con hiểu được áp lực và gánh nặng của Bin, nhưng con chưa biết nó nặng bao nhiêu. Thì thời gian tới con sẽ hiểu thêm là cái công việc đó nó nặng như thế nào, cái áp lực đó thực chất nó khủng khiếp là làm sao, thì con chịu khó tìm hiểu. Còn ngược lại Bin, con phải thông cảm cho Tri. Khi tụi con đã làm được cái điều đó rồi thì tụi con mới hạnh phúc được, chứ không là vì hai người làm nghệ thuật mà ở chung một căn nhà rất là khó. Thì thành ra tụi con phải giữ gìn, nâng niu tất cả những gì tụi con đang có. Cảm ơn hai bạn đã đến đây. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc cho bé Tri nghe, một vài năm nữa sẽ trở thành người phụ nữ hoàn hảo 100% trong lòng của chàng trai Bin. Và một ngôi sao trong làng nghệ thuật. Cảm ơn các em. Hai bạn rất là căng thẳng, đúng không nào? Đang căng thẳng. Có căng thẳng không? Dạ không ạ. Có không? Dạ không ạ. Chắc chắn không? Dạ. Rồi bây giờ tên gì? Em là Dương Thế Dũng ạ. Năm nay em 33 tuổi. Nam em làm nhân viên khai thác vận tải biển. Dạ em tên Nguyễn Phương Yến. Năm nay em 33 tuổi. Em là nhân viên văn phòng ạ. Ủa, xin lỗi, Dũng quê ở đâu? Em quê Hải Phòng. Hải Phòng. Dạ. Còn em? Em quê dạ, em quê Bến Tre ạ. Một người Hải Phòng, một người Bến Tre, hai nơi rất gần nhau. Dạ. Làm sao mà gặp nhau được? Dạ thì lúc trước là hai công ty là đối tác với nhau. Ngày đó thì anh này thì ảnh hay gọi điện thoại cho mấy em làm cùng công ty em. Cái này cái vô cái nghe cô này nói, ủa hôm qua anh kia anh gọi điện thoại cho mình từ 11 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng. Cái xong cái hôm sau nữa là nghe em Huệ nói, hôm qua anh Dũng anh cũng gọi cho mình nói chuyện từ cũng 11 giờ đêm đến 2 giờ mấy sáng. Trời ơi, sao mà gọi được? Đấy là em gọi để bàn công việc thôi, tạo quan hệ thân mật làm ăn thôi mà. Mất sức dữ, cứ điện thoại từ 11 giờ đêm tới 3 giờ sáng ông não nó tiêu. Cuối cùng là tán tỉnh tìm hiểu mấy cô kia mà dính cô này. Em thấy tính lằng nhằng lắm, cũng 2-4-6, 2-3-5-7 gì đây nè, thôi mình cũng không có để ý làm gì hết á. Cái sau này tự nhiên sao thấy gọi điện thoại cho mình liên tục luôn. Đó mình lại đánh dấu hỏi, mình nói không biết cái anh này anh có ý gì đây ta. Thì em gọi điện thì thấy Yến thì nói chuyện cũng hiểu biết với cả đồng cảm được trong cuộc sống. Thì em mới xoay sang thì cũng nói chuyện với Yến nhiều hơn. Cảm tình nhau. Bao lâu thì hai bạn mới yêu nhau? Chắc khoảng cỡ 3-4 tháng sau ạ. Lúc đó em cũng đang thất tình, cũng đang buồn. Thì mình mới nghĩ là nếu mà mình xác định mình quen anh này á, thì mình phải tìm hiểu coi anh này còn có tính lăng nhăng hay không. Thì em mới nhờ cô bạn thân á, em mới nói, ê mày xác định giùm tao coi cái anh đó có đàng hoàng không, hay anh vẫn còn lăng nhăng giống như lần mấy năm trước, mấy tháng trước. Tức là em dùng phép thử. Dạ. Em nhờ bạn em thử lòng anh này giùm. Con giao hai lưỡi nghe 50-50 đó. Rồi cuối cùng sao? Dạ thì cô bạn thân đó cũng nhắn tin rồi cũng lả lơi, anh ơi, rồi chiều nay anh ở đâu, anh đi ăn ở đâu, rồi khi nào anh vào Sài Gòn được, em ở quận 1 được. Vẽ ra một viễn cảnh rất là đẹp luôn. Rồi sao? Cái anh này anh dính câu. Nhắn tin rồi đến thì em cũng trả lời bình thường thôi. Ai dè đâu thì bữa đó em đi nhậu với sếp buổi chiều, vừa ngồi xuống thì Yến mới điện khóc. Em nghe tiếng khóc thì em bảo sao, tại sao em khóc, thì bảo là anh có nhớ số điện thoại mà hay nhắn tin cho anh hồi tối bữa giờ không, và đấy là bạn của em. Em mới giật mình ra. Sau đó em xử lý tình huống là sao? Thì em mới bực quá, em không biết làm sao được, mà mình thì trong lòng mình đâu có nghĩ gì đâu. Lúc em cúp máy rồi em không nói câu gì cả, phải chờ anh đấy. Mà không biết là em vào. Thì em mới bay ra đến 11:30 vào sân bay, thì em nhờ cô bé bạn cùng công ty và chỉ cho anh chỗ trọ của Yến. Thế là bắt đầu em mới tới cửa phòng, em mới gõ cửa, mở cửa ra nhìn em sững người luôn. Sao muốn làm lành luôn? Em cũng hơi bất ngờ, là nghĩ là chắc là ngày mai rồi lại gọi làm lành thôi, chứ cũng không nghĩ là đứng trước mặt mình. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên á cũng sụp đổ chứ. Làm sao? Thứ nhất là lúc nghe điện thoại á thì giọng ấm ấm trầm trầm, nghe cũng tưởng tượng chắc một người đàn ông cao to đẹp trai. Đến khi gặp á thì trời ơi 53 kg nè, trời ơi ốm ơi là ốm, nói sao mà xấu dữ vậy nè. Nhưng mà rồi tiếp tục sao? Thì em nói thôi anh vô đây làm gì, thôi anh về đi. Trời ơi, sao ác gì? Em nghe xong cô đấy thì em mới bảo là thôi lấy làm tin anh, thì anh quay đi về. Tôi ra đầu hẻm với khoảng chừng 50 mét gì đấy, thì em nhận được tin nhắn. Thôi anh vào đây trễ này rồi, anh quay lại đây nghỉ ngơi mà rồi tính sao tính mai. Rồi thì hai bạn yêu nhau bao lâu? Được một tháng, yêu nhau được khoảng tháng, hơn tháng sau thì em bỏ hết công việc mà em chuyển vào trong này mà. Ba mẹ có sốc không? Ba mẹ sốc. Rồi bà mẹ vợ có sốc không? Cũng sốc luôn.
Thì mẹ em cũng ngạc nhiên là tại vì lúc đó mẹ em cũng muốn lấy chồng có điều kiện tí xíu. Mẹ em cũng làm mai cho em một cái anh Việt Kiều ở nước ngoài. Nhưng mà em nói là thôi mẹ ơi, có mình con xa xôi, con ở nước ngoài mấy năm con mới về một lần. Thôi mẹ cho con lấy nước trong nước đi. Thỉnh thoảng con về con thăm mẹ. Cái mẹ mới nói tao không cần quan trọng, miễn sao mày sống sung sướng vui vẻ. Vui chưa? Dạ chưa. Vui chưa? Chưa công nhận là vui hả? Lý do? Dạ đến khi sau hôn nhân thì nó sụp đổ hoàn toàn rồi. Bây giờ em nói cái từ là sụp đổ hoàn toàn, vậy thì cái sụp đổ lớn nhất của em là gì? Dạ ngày xưa thì em biết ảnh là một người cần cù làm việc nè. Thương là thương cái tính đó. Nhưng mà sau thời gian cưới cái về chơi game nè, hút thuốc nè, hút đêm nè, vợ thì có khi không thèm nhìn tới vợ luôn. Hai tháng trời, vợ chồng giống như là người dân vậy đó. Ủa sao vậy? Em cũng không biết nữa. Có áp lực công việc không? Cũng không có gì đâu, bởi vì em cũng mới cưới mà, nên ra nó cũng lạ lắm. Cuộc sống hôn nhân nhiều khi nó cũng gò bó mà. Bởi trước kia mình sống độc thân một mình mà, nó thời gian đấy em lại bị bệnh đó. Bệnh gì? Bệnh cường giáp ấy. Bị tuyến giáp ở đây phải không? Thật ra người tay chân kiểu nó run. Và thật ra cuộc sống vợ chồng nhiều khi nó không thuận. Có khi cần một tháng, hai tháng vợ chồng chẳng đụng nhau nữa. Lúc đấy thì cũng chưa có con đâu. Cái thời điểm mà lúc mà ảnh cứ như vậy á, dường như anh không đụng chạm tới em, lúc em suy nghĩ gì trong đầu? Lúc đó em suy nghĩ, em nói không biết là mình có bị cái gì hay không, hay là mình không có thu hút ảnh. Nói chung em cũng làm đủ biện pháp, là cũng thay đổi đồng phục các thứ, rồi làm đủ cái trò hết. Cũng tối cũng rủ đi ngủ sớm rồi cái thứ, nhưng mà vô tác dụng. Vậy hả? Lúc em có hỏi ảnh tại sao không? Có. Rồi anh trả lời sao? Nói đâu có gì đâu. Sau khoảng chừng một năm thì em mới nói anh ơi, hay em thấy anh sống vậy hoài không được, hoặc là anh bỏ game, hoặc là anh bỏ vợ, anh muốn chọn một trong hai đi. Thì lúc đó cũng có mấy lần là đòi đưa đơn rồi đó, cuối cùng mà mới nói là thôi anh chọn em, là mình làm lại từ đầu. Thì em nói rồi em cho anh cơ hội. Thì lúc đó em mới thấy ảnh bệnh nó cứ bủng rủng tay chân, xong rồi nửa đêm á thì rung hết lẫy bảy người, giống như không điều khiển được mình. Bắt đầu tựa hết vào vai vợ, em phải chở anh đi đến bệnh viện cấp cứu nửa đêm. Như sau đó em về em mới nói anh ơi, em thấy mắt anh là lòi, mà cổ anh nữa. Cái xong mới rủ hay hai chồng mình qua trung tâm ung bướu đi, mình kiểm tra, nếu mà có thì mình chữa bệnh, còn không có không vấn đề gì hết. Em vẫn thương anh, vẫn bình thường mà. Cái động viên mãi bắt đầu mới đi, mà em phải áp tải đó. Cả ngày đó em nghĩ làm, em quần quật ở bên bệnh viện với ảnh để khám tới cuối ngày thì ra cái bệnh là nó đã mấy năm rồi. Bác sĩ nói là khả năng điều trị thì phải 2 năm uống thuốc, và cái điều đầu tiên là phải bỏ thuốc lá. Lúc đó hút ngày 3 gói thuốc của trời ơi. Rồi bây giờ là ổn rồi đúng không? Dạ bây giờ ổn rồi chị. Dạ xong rồi là về là bỏ thuốc lá, rồi nhờ vậy bắt đầu mới có con được. Bây giờ là bé trai đấy gái. Dạ bé trai ạ, được 2 tuổi. Rồi là thỏa mãn rồi. Trong cái giai đoạn mà chồng em biết là bị bệnh á, thì có khi nào em nghĩ rằng là nếu như bị bệnh đó như vậy thì mình sẽ không có con, thì nó có phải là áp lực? Dạ lúc đó em cũng có suy nghĩ, em cũng động viên ảnh là em cũng biết là tâm lý của ảnh sợ không có con. Em mới nói là không sao đâu anh cứ điều trị bệnh đi, nếu mà trong trường hợp không có con mình xin cho con nuôi. Em không quan trọng cái chuyện là anh có hỗ trợ em có con hay không có con đâu, không vấn đề gì hết. Đó em phải động viên ảnh. Thì lúc đó ông bà nội cứ ngày nào cũng gọi vào, sao hai vợ chồng bay có tin gì vui chưa. Nó dạ chưa, mà gọi thời gian dài á thì em phải chủ động em nói với ông bà, em nói là bố mẹ. Lúc đó em mới nói ảnh là bị bệnh, chứ lúc đầu thì hai vợ chồng cũng giấu bố mẹ. Dạ vì biết là sợ ông bà la lo. Giờ cho ông bà hạnh phúc sung sướng lắm rồi đúng không? Dạ chắc ông bà mừng lắm rồi. Thấy chồng em hiền hậu thì chắc không bao giờ nóng tính đâu ạ. Dạ không, cực nóng lắm. Thì lần đó em đi làm việc với đối tác trên mấy cái tàu biển á, thì bữa đó sao vô tình á, cái anh đại phó đó mới về, ảnh lại không biết. Em lên em ký báo cáo thì ổng vỗ đùi em cái anh nói là đùi thon ghê. Cái mình mới bực mình nói là anh, em không có thích như vậy, em với anh đó là công việc với nhau, không có lên vậy em không thích. Cái lúc đó anh cũng có rượu rồi, anh mới nói là không sao, đâu có gì đâu. Cái xong chiều đó em về, em mới kể anh này nghe. Vô tình mình kể chơi thôi. Cái hôm sau mình đi làm, cái mấy người đồng nghiệp mới nói này nè, hồi Yến tao thấy chồng mày ở đuôi tàu kìa. Em sững người, em đang ở đầu tàu, em nói ủa ông này ra đây làm chi ta, mà em đâu có dám lại. Em đứng xa thôi, em nhờ bạn em lại đó coi ổng làm gì. Cái ổng mới đi một mạch lên phòng đại phó. Cái em mới nói với ông trực ban trên tàu đó, em mới nói là anh quản lý, anh lên trên coi chồng em làm gì trở, lỡ có xảy ra chuyện gì á anh kéo ra giùm em. Bây giờ em lên đó em gặp em, không lẽ lên uống cà phê? Không, em nghe em bực lắm, em lên tàu em vào phòng em mới bảo là xin lỗi, tôi là chồng của Yến, là làm giao nhận ở cái tàu này. Hôm qua nghe thấy bảo anh cũng có xúc phạm vợ tôi, thì anh nếu mà cần thiết thì anh lên bờ. Kia đây là chị em phụ nữ làm việc đàng hoàng công ty này, thì lần sau anh đừng có tay máy, rồi là không có đụng chạm gì đến chị em ở công ty này nữa. Thế là ông nghe xong cũng xin lỗi. Xin lỗi thì em mới bảo thế được rồi, anh em đàn ông hiểu nhau thế được rồi. Đây tôi nói cho anh hiểu thôi. Bây giờ tôi xin phép tôi về.
Nên từ đấy giờ là không có lên. Từ đấy giờ là thôi đó. Dạ. Còn à, vợ em có ghen không? Vợ em có ấy. Có một lần thì em cũng chat Skype nói chuyện với khách hàng đối tác của em mà. Vừa chat thì vừa tập thể hình tập tạ ở nhà em mà. Thì cũng có qua lại mấy câu. Em chat xong thì em quên không tắt Skype luôn. Thế là vợ về đọc được, chẳng nói chuyện câu nào luôn. Hai người chat hỏi qua hỏi lại, anh nói em mà hỏi nữa em khen anh quá là em rớt tạ lên chân anh rồi. Đó, làm như vậy hả, máu con người nó sôi lên. Bảo là nếu mà công việc thì đâu cần phải đùa giỡn như vậy đâu. Cái xong đó, anh thích ăn cơm thì anh ăn, anh làm đi, em không nấu cơm nữa. Cái xong cái em giận quá, em nói nằm đêm em mới suy nghĩ, em mới nói hay là hôm nay vẫn tính như ngày xưa ta, cũng lăng nhăng hay này kia nọ. Cái nằm nghỉ mãi hôm sau đó, em mới viết cái đơn là gì. Em viết xong em ký rồi em để trên bàn đó em mới đi làm. Thực ra em nhìn thấy tờ đơn em mới cũng chạnh lòng ấy mà, quay lại chuyện có gì đâu mà tự nhiên để cái đơn đi ta. Em không ký được khoảng 3-4 ngày đó, theo đầu em đang làm lành. Chị hiểu cái tâm trạng của em, giống như là mình bị tổn thương nhiều lần rồi đó. Mà vẫn cứ không chịu bỏ cái tật đó đó. Thì không chịu khắc phục á. Mà rất may là sau khi mà nhận được cái đơn đó thì chồng em vô cùng sáng suốt là không ký. Không ký cho nên bây giờ là hai bạn mới có cuộc sống hạnh phúc như thế này. Thế thì em bây giờ em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em thì em muốn vợ em thay đổi cái thứ nhất là tranh luận với nhau. Chưa đâu đã nóng tính lên là bắt đầu quăng đồ lung tung rồi. Đập đồ, đặt bàn ghế là mẻ cho. Thế em có đập đồ không? Em không, chỉ có vợ em thôi. Cứ nóng lên là cái nào đập đồ. Nóng hơn đó là vì trong cái lúc hai vợ chồng tranh luận, nếu mà anh không hài lòng chỗ nào thì anh nói, mà anh không nói mà anh lầm lì lì. Nhưng mà bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi gì nhất? Ban đêm đừng có hất khuya coi đá banh nữa. Em có làm được điều đó không? Được. Em làm được điều đó không? Dạ. Rồi chồng em á muốn bớt nóng nảy. Đừng đập đồ. Em biết không, thực ra là vậy. Chị tâm sự với rất nhiều các cặp vợ chồng á, thì cái nguyên nhân mà để cho người ta nóng nảy á, là do cái đối tác kia im lặng và bắt đối tác nhỏ đón ý mình. Mà ai mà đón nổi, không thể nào đón ý nổi mình muốn cái gì. Thì bây giờ á, mình muốn cái gì, mình không muốn cái gì mình nói đi. Cô yêu cầu vậy mà. Dạ. Thì em nói đi, đừng im lặng. Im lặng nó đoán không nổi đâu. Dạ. Tại vì lớp lo con, lớp đi làm công việc về này kia nọ, sao mà đoán nổi. Dạ. Đâu phải như ngày xưa son rỗi mà chưa con chưa cái mà. Dạ. Đoán còn không nổi nó đừng nói bây giờ. Cho nên nó bây giờ cho vợ bớt nóng. Thì vậy em mới nói đi. Nói. Em không đồng ý em nói luôn. Dạ. Đó, đừng để bụng nữa. Dạ. Vậy là xong. Dạ. Rồi á, đừng có thức khuya lắm. Vẫn được quyền coi đá banh đúng không? Dạ, đúng. Nhưng rồi. Mà đừng có khuya lắm. Coi thứ bảy để đảm bảo sức khỏe cho mình. Dạ. Đúng không nào? Chung mà ổng không nghe, ổng cứ cúp này cúp nọ thì em làm cúp điện. Yeah. Rồi xin chúc hai bạn lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc. Dạ. Dạ. Cảm ơn anh chị. Hồng Vân chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của cháu là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Bác sĩ cô hỏi là quê con ở đâu con? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là Đồng rồi. Hương. Con như Đồng Hương rồi. Không là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ của Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Vậy hả? Dạ. Con như chồng là trang sức. Dạ. Vợ là mỹ phẩm. Dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đọ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng gì về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Hoặc là con này đi xuống đi, mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? Rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn đó. Thì Sĩ Hạnh đó đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ, đúng không? Không đúng á. Vậy số gì vậy? Số gì vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Đó sao bây giờ khai vâng, đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là em xem em có bạn nào xinh không giới thiệu cho anh cái. Thì hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem thế mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo em này có người yêu chưa? Bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh à, tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là
mình có nhìn hình chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mới thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Vâng ạ. Hồi đó là đang học đại học. Dạ. Đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. À, có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21 đúng không? 21 tuổi. Thì đúng rồi, 21 tuổi thì đúng rồi. Con giỏi. Vâng, con 19 là 18 ạ. Đúng rồi ạ. 18 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ là có lâu lắm trên rồi 10 ạ. Năm rồi. Dạ, vâng, đúng không? Vâng. À, nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồ. Sao phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cổ ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng tổ chức gặp mặt. Kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. À có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ dạ, đúng không? Vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ. Gặp tình à. Đi xem phim ạ. Rồi nhưng mà sao tình cờ được cố tình mà. Thì bởi vì em mới nói set up một cuộc gặp tình cờ. Là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn. Nhưng mà nè, cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì dạ, thấy cổ như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi, đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn, bởi vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nọn chuối. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, còn mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với cái sự tương phản này. Áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần trắng trắng áo xanh da hơi quần quần trắng vâng quần trắng lại đấy được. Cái phối đồ nó rất là hỗn hợp vâng, nó rất là tố cáo nhau ấy. Thì con thấy con mà con vẫn ok, vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy là như thế nào? À, lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không để chị kiểu cũng sắp xếp các thứ, thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm, thì ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hồi đấy thì mà hôm nay ăn mặc như hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi, sau này là nó tranh hết cả phần của con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. Có nghĩa là tạo nét đó đúng không? Nét. Nhưng mà con bé vậy là rất cá tính nè. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là nhưng mà gặp mà linh tinh không vấn đề gì, em không tốn thời gian đâu. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là dạ, à, con cũng nhiều lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng cái nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, dạ, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để không gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Không, nói ai trả tiền? À, anh trả tiền ạ. Anh cũng thể hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động nữa. Là cái lúc mà móc tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền chẳng hay tiền. Đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả không. Tiền là bạn anh ấy trả hay sao? Không ạ, là anh bao nhưng mà làm kiểu anh ấy cũng quay đi anh trả tiền rén. Vâng rén. Đến khi mà nhưng yêu mà nhau rồi thì mới nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là đó, tiền nói nhiều là hay tiền ít? Sau này ạ. Nó nói là tí xíu tí nữa sẽ chia sẻ. Vâng. Giờ chưa? Hôm đó đó là anh này anh trả tiền mà anh lén anh không có tiền. Chắc là sợ là ít tiền hay là có nghĩa là lén xài tiền lẻ rồi. Đúng không? Tại thường là lén là có hai điều. Một là tiền quá ít. Con lúc đấy là đúng thật là
đúng thật là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến đến vật chất lắm à. Nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy, nhưng mà sau đó có rất là nhiều câu chuyện khá là hay về tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả, thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thế tuy nhiên là một thời gian sau, khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu thiếu không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút, thì mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không cưa, không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi không uống trà chanh nhà thờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Duy Từ, là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ, người để nhuộm tóc đôi không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy, xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à, chỉ hỏi thế thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại, em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con mới bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia. Thì là bảo ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá, không được, đang tính là quay xe. Ở đây thì hỏi con nè, nói thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ, còn quay xe. Con cũng hơi chán rồi. Nên con định Nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đã cái nư chứ. Đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Hả? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó. Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi cách vô vọng thì đó em nói. Cho nên đâu có đã nưa được, gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn, có đúng không? Đó đúng rồi, là về đúng rồi, con chán là về nhắn tin cho cổ. Con chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại với cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi lại. Ok gì. Cái đó là hiểu dạ. Hiểu là nên là con mới đi tìm một cái một cái cơ hội người khác, một người bạn khác. Dạ. Nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa thì thật ra nó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó. Đó đó, đúng ra thì gặp cô này phải giặt mặt cổ một cái không có đã mà sao lại về để nhắn tin cho cổ. Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, xem chở chị Thúy Nga chưa được gặp vợ em. Thực ra theo con đó thì sao nè, theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi. Cho nên nếu mà khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là tiếp lại cho lại quay xe là quay liên tục. Thật sự là con rất là thích cô này đúng không, mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, thế anh có điều gì muốn hỏi em à? Chắc chắn là có nhiều điều muốn nói với cổ lắm. À, không, con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại. Xong rồi con hỏi lại con, anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với con. Rồi con nói câu gì? Con kể thế gì nhớ không? Có ạ. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy, lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau. Có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ơ thế sao không thích từ trước đi, mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thế con nói hẳn thế. Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy, về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng. Con nhìn là không được rồi. Quả này là không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con đã, quay lại tập trung vào con đã, xong lúc là con đá sao. Con định như thế cho đỡ bực. Thì cái tội đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái
suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau, tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp, thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê, xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề, con cứ ăn thôi. Chồng con rất là sốt ruột rồi, con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào, tuy nhiên là con không nói, con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ủa chồng con sợ ấy, mắt kiểu lúng túng luôn ấy, rón ré con mắt cứ mở lên lúc cụp xuống nhìn này xong lại cụp xuống đấy. Thế xong rồi con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như thế, nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau thì cứ ngồi ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi, cũng không, em cũng không có gì nói thêm cả, con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi, hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa rồi thế nọ thế kia đấy, em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi em cho anh xin một tuần rồi anh đưa em câu trả lời, xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần, con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nọ kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao, như là tinh vi quá, đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok, thế con lúc đầu con cũng là vừa ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái thả thính. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm. Thế xong con chỉ xuống xe, con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu, yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia. Đây con nói thế xong con mình con tắt máy luôn, sợ quá. Ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, thế anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Chẳng cần một tuần à. Sang một đêm thôi, sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ, đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua anh cũng quan tâm thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu, tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc trông kiểu trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu hồi đấy là đang từ kiểu trông lành tự nhiên thì trông ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Thế thì bây giờ rồi, còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đó không? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường thì chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia bố anh kìa. Thì con mình quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý, thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thì con đi qua mà ôi nhà anh đây à? Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang, ví dụ đang khoảng được 5 thì nhiên lên 7. Thế xong là rồi do đi ngang cái nhà. Do phong thủy. Phong thủy. Đúng rồi. Chờ nhà chồng con bán trang sức đá quý phong thủy mà đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ là bố anh kìa. Thế bố anh thì con mới đấy đang đứng trước cửa nhà. Mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh nhà, bảo nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đấy khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ sau khi xong, đi xong chơi đấy, thì con để đấy, ý cái bóp tiền có chưa? Có, bây giờ con bắt đầu con kể cái đoạn này đây. Xong đến lúc cô hồi không? Cái hôm đầu đó là tiền lẻ hay tiền chẵn? Đó thì chắc chắn là tiền chẵn rồi. Sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp. Thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều từ 500 hay 200. Mỗi lần vậy là yêu một thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số số. Chứ về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vâng ạ.
chả ít ai giàu chú số thì... Ủa Hạnh ơi, dạ. Nghĩa là cô gái này á, có mỗi ngày á, là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vâng. Vậy thì tình cảm con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn nên được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì con thì lúc nào con cũng vẫn yêu như là, bởi vì mình chính là người chọn mà. Thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu. Vâng, rồi. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn. Đúng không? Đúng ạ. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, vâng. Mấy bé rồi? Hai bé, còn có hai bé đó. Bé 5 tuổi và bé 6 tuổi. Bé 5 tuổi với 6 tuổi. 14 năm chứ ạ? 14 năm. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm yêu nhau lấy nhau. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió yêu thú lắm ấy. Đâu chuyện gì vui vui cho coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi. Rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng. Thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá. Đấy rất sốc và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố. Nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó. Con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ. Nhưng con bảo là nó Úc xa quá. Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nho nhỏ. Thật ra là hy sinh lớn. Là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần. Và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Thế là chồng con không trượt được phát nào cả. Chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề, vì con đã quyết tâm mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố, cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất là yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai với người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm, ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi thôi. Thì con thời điểm đó. Vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân. Nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường. Anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là ô gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy. Cũng kệ, ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì cảm giác không? Là bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Con đi phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con bớt chờ đợi lại đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Con về con. Sao bà kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy, đi để đi rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ để bản thân hơn bằng cách đi. Đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng rồi, là con làm mũi luôn. Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích. Cũng có hỏi nọ hỏi kia.
Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là à, không phải là mình như là mình nghĩ, tức là mình cũng không phải là kém cỏi, là mình cũng không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý như nào mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình, chết rồi, kiểu nọ kiểu kia lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn, bắt đầu lại quay xe, sao đổi ngôi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Vâng. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. Du học sinh về đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên cái lá sen. Rất là chê. Cô Nhi ơi, anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? Lần một thì con làm ở Việt Nam, tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không đẹp, và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má. Thế là nó to quá, và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong, con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu. Nó là một cái trải nghiệm trong cuộc đời con đâu, mà con nghĩ. Con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây, tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ. Mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là làm lần cuối cùng là chưa khi trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng, thì bảo tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu, vì làm nhiều quá rồi, làm cái không mãn xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi đi sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc, xong lâu đi ra. Con ok đi ra thì thấy đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục. Ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện. Thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy gì. Con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ bao giờ anh được vào, thì không thấy nói ấp ống xong rồi sao gọi, không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc mà thôi chứ, hay là có biến rồi chứ làm gì, làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy, là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếp sắt xiết có to trông như ngân hàng ấy. đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì rồi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Bảo vợ anh đây thật ra. Thế bảo vợ anh thôi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước là thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với cái gì nữa, tiêm mặt nữa, hết mặt cả, làm hết mặt xây lại luôn ạ.
bổ mí rồi. Đúng nghĩa là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại. Vừa đập đi xây lại và rồi, ăn gian chưa rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu. Ôi giời, vậy lúc ấy nhìn nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó như kiểu là sắc ép Ai Cập ấy, băng bó kín luôn này, thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo. Xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về để về khách sạn nghỉ ngơi đã. Biết tại là con phải về dìu luôn người yếu lắm chú ạ, vì mổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng để thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một người, mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này. Xong rồi bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây thôi, bảo đây là đâu, tôi là ai. Lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi ạ. Có nghĩa là nói đúng không? Lúc ấy nói yếu không nói được nhiều. Chứ lại chỉ cần nắm tay là biết rồi. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc đấy còn bực lắm, lúc về con bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được, hay là muốn đi muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn không? Bỏ về, một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi, nhìn mặt nó kia trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nó rồi tính. Thì con tiên lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đấy, cả một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này tôi cho bắt lại chăm sóc, sáng đi mua cháo nấu, rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con, rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi, ở dưới ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thì tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. Tôi là con chưa thân với mọi chị em mọi người đây lắm, con bạn tưởng Việt Nam quá. Trong đầu mình đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu luôn, đây là quân địch đến, không lo chuyện lạnh lùng mặt quay thì mà không nói vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy, ở dưới tiếp một ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Lại đỡ. Là do cái mặt lúc là con nghĩ là ly dị luôn ạ. Ôi về đến sân bay là đòi ly dị. Phải không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa dối. nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu một chi tiết hay sao ấy, tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không? Thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời vẫn là anh đồng ý đúng không? Nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á. Rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng nói rất là kinh là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Thế con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa bà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Ai bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì thật ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý, là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần. Và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm. Con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh. Hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu không nổi. Không cãi nhau chịu không nổi. Hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt để thành mái che hết mặt rồi, về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là lại rồ lên lần nữa, ôi rồi ôi lại đòi bỏ nhau lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn giờ chưa bỏ nhau. Cái hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay, vợ con đi nhận hàng thì là đang rất là người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ.
yêu thương ra từ xa thế trông giống giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình. Mình nói bảo sao trông cũng rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Tao bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn lại đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau, người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới ba mặt đấy. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. nhưng mà con công tâm đi, dạ. Công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú dạ. đang rất tò mò, dạ. cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xe lại đó, vâng, con còn nhớ thì khi chúng ta có đi coi phim, mà nhất là những cái phim Hàn Quốc và vâng, vâng, Mỹ đó, vâng, đó cái lúc mà tháo cái bằng nhạc lên búng ra một cái, trời ơi, hào quang tỏa này ra. Đúng cái cuộc cô gái một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt dạ. mở cái mặt ra, ra cái sao? trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp thôi ạ, còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ đợt mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng cơ chú ạ. Có nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau, thời gian sau đó. Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong hàng sáng ngủ dậy, có nghĩa là có phải không, nhưng mà bây giờ xinh quá trời dạ. đúng rồi, nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Con cũng nói con sửa, con không biết luôn á. Con cũng để tự nhiên và rất nhiều đúng người không? Khen vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói không sửa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Ồ, nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải và... không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra lần cuối để sang Việt Nam là 6, xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần là tại 8 vì... lần. Dạ vâng ạ, tại vì lần nhưng mà lần sau chồng con thông cảm, tại vì nó là vấn đề về về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồ tí, con chồng con thông cảm lần sau chồng thôi, con nói ra chung ra là xử. Mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện cái hình okay đó, cái này là quá ok rồi. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Mộc? Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Vậy thì quá trời năm để mà bao nhiêu phẩm uất cho con nấu. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Vâng. Rồi hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ đó, bây giờ tới con. Có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều ạ. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính. Rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng thì chồng vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là nóng là giận làm lắm. Gì? Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất. Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa có chuyển nhau. Đúng rồi, nóng nhất là cái đấy. Đấy. Có. Bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Dạ, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có ạ, có cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng lúc tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này, thì con mới lại là để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua lại nhìn thấy thế là cứ hét lên là thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời, con mới là người được bảo cần được bảo vệ, nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương chứ ở lúc đấy là bảo mà đây lại cả hàng xóm nhà mình này nó chết dở buồn. Là oan ức. Oan ức ạ, oan ức ạ. Nóng tính này. Nóng tính à? Nóng tính à? Sao? Vợ con là bừa bộn. Bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rồi mặt xong vợ con mặc áo đi, còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out. Vâng, check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó và rồi con có phải là người đi hốt cái đó không? Con cũng phải dọn. Tại vì nhiều thuốc đang không phải nhấc cả chân lên hút bụi. Mà vợ con là mua đồ gọi đồ gì ship về các thứ, mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây vậy? 2 năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online có nghiện không? Có. Như vậy là cũng là nghiện shopping, nghiện mà không nhớ đồ mua cái gì. 2 năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nè. Thế bảo trên này em hết hạn rồi anh vứt đi hộp em rồi. Bây giờ hỏi nè, thường người ta nói đó, đi mà đi nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Con đáng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên. Chưa thẩm mỹ. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ bẩm sinh. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8-9 lần đúng không? Không nhớ hết luôn. Chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà
quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày đấy. Rồi, thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Mong muốn, con mong muốn, thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi. Bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không, không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là bớt nóng tính. Bớt nóng tính lại. Vẫn là bớt nóng tính. Biết là nghe chồng hơn. Theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý cái túi mũi, cái lỗ mũi mình là bị còng. Đúng vô cái gì cái động ra. Dạ. Trúng vô cái lỗ mũi mình bị còng, cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa. Đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi. À, con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế nha, từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau, không tỉ thí võ công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng, bọn con còn đánh nhau mà chạy mất cả dép, đứt cả dép, chồng con chạy đứt cả dép. Rất đấy. Là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào, nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao. Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ, tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con thì con là người rất thích yêu, kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí. Nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị. Chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người một cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em, anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin. Nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn. Và con rất là cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc tức hồi đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Không thể hiện, không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ví dụ như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn. Rồi. Thì con cũng là đấy, hay con quá. Cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến. Bây giờ con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con đấy trên tự đánh giá. Cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước, thì chồng con bỏ quên con đằng sau luôn, quên nắm tay luôn, cô không nắm tay luôn đó, thì con bảo là mình vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn, tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả, và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận về điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, mày dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì. Và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế thì con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi. Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ, vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi, hay là con nhẹ nhàng, thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi, xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu căng lên hơn tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mắc bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là
là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang, hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói qua nói lại nữa. Thế còn gì gì nữa không, hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo, nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ, yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn, chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Thế là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả, nên là cố gắng, là không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu tàu chồng con không quay đâu, chồng con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Không, con biểu diễn đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok, mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu, em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi 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 nhoi, chứ không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn. Thấy vợ khổ quá, thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay đấy là việc của chồng con, còn con vẫn cứ con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được. Cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Giống ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả, là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con. Không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, thí dụ như con không thích quay thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Dạ không, con cứ ngồi đấy thì bỏ đi thì đâu thì bà lại cũng thích lắm nè. Bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Bỏ đi là lại thành với nhau. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái luôn. Vâng ạ, bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Ồ. Lên TikTok làm, thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu, bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Bạn... văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái để làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong rồi quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều bạn, hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày sao trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Ở trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần luôn chiều. Mọi người đang phải đặt cho con biệt danh. Cái nét là khán giả mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể là vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao? Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, là lúc đầu là không hiểu đâu, lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, người ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai đoạn, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì chúng ta sẽ mới hiểu được nhau. Chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á,
thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị. Nay là 14 năm rồi. Vâng. Sẽ còn là bao nhiêu? 14 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới, đám cưới vàng. Vâng. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần 50 năm thôi. 50 năm nghĩa là 36 năm nữa. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Vâng. Đó. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó, sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh. Chương trình tình trăm năm. Vâng. Không, cái chương trình của mình cũng là đám cưới vàng là comeback lại được. Dạ, yeah, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt thì không biết rằng là con đã hạnh. Không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. Vâng. Thực ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con ấy, vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Có một món quà cho vợ con. Biết chuẩn bị quà luôn. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con mà không biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy. Đứng lên luôn chứ. Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi trời. Cho ngày hôm nay. Thì, ôi trời, con có quá. Em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác là con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dui với chị biên tập và con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị vào phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước sân khấu không. Con còn nói thế. Có khi lại Rung kìa. Ôi không mở ra được anh. Ôi. Ôi cái gì vậy? Lạnh. Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng, thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta là kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của bọn con. Xin cảm ơn. Trời không chừng hồi bốc tâm chúng tôi. Son nữa, 5 hộp son. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau. Vâng. Và mãi mãi là sắc son với nhau. Cảm ơn ạ. Vậy con có thấy là bảo là chương trình là có chú Quốc Thuận là chương trình chọn cái tên rất là hay, vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng, tắt biển Đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Rồi bốc